Kim Ngân chào các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi, bước vào tuổi 20, bạn phải trưởng thành? 50 điều đắt giá sau đây bạn thực sự phải biết để trưởng thành. Bước vào tuổi đôi 10, cuộc đời bắt đầu chuyển cho bạn những pha bóng khó nhằn. Nhưng đó chính là những cơ hội để bạn trưởng thành và kiến tạo nên con người bản lĩnh sau này. Khi gặp những thất bại đầu tiên, chúng ta vì thế cảm thấy bi quan và vô dụng. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là bạn học được nhiều hơn từ những thất bại đó. Cuộc sống vốn không công bằng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nhắm mắt làm ngơ với những bất công trong cuộc sống. Hẳn bạn đã từng nghe câu nói nổi tiếng của Bill Cosby: "Tôi chưa biết chắc chìa khóa thành công là gì, nhưng nguyên nhân thất bại chính là làm hài lòng tất cả mọi người." Vì thế, hãy cố gắng không làm những điều mà bản thân mình không muốn người khác làm đối với mình. Nếu đồng ý không phải là điều bạn thực sự muốn, hãy bày tỏ quan điểm của mình. Người bị từ chối có thể bực dọc, nhưng đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của bạn. Bạn cần bỏ ngoài tai những lời phán xét của những người không quan trọng đối với bạn. Thay vì làm theo ý kiến của tất cả mọi người, hãy chỉ tham khảo và tự chọn cho mình hướng đi dựa trên khả năng phân tích, suy luận và phán đoán của bản thân. Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãy thay đổi cách suy nghĩ, hành xử và lập cho mình những kế hoạch thiết thực. Con người không ai hoàn hảo, vì thế sẽ có những người yêu quý bạn và những người không như vậy. Hãy coi đó là điều tất yếu. Tự mình mang lại được những gì bạn cần là bước cơ bản đầu tiên để sống tốt, làm cuộc đời trở nên có ý nghĩa và cống hiến nhiều hơn. Lý do rất đơn giản là bạn không thể cống hiến tốt nhất nếu bạn bỏ qua chính mình, nếu bạn không lắng nghe và đáp ứng hợp lý những nhu cầu của bản thân. Hãy mạnh dạn thử nghiệm những điều mới mẻ, những cách làm khác. Cuộc sống là quá trình khám phá, trải nghiệm bản thân và thế giới, chứ không phải là quá trình đối đầu với áp lực từ những người xung quanh. Trong quan hệ xã hội, bạn cần tiếp xúc và giữ mối liên hệ với người có nhiều đức tính tốt, những người sống tích cực, những người giỏi giang thành công mà bạn có thể học từ họ. Hạn chế bớt việc sử dụng thời gian với những người bạn cảm thấy không ổn, những người có các thói quen xấu, lối sống không lành mạnh. Không chơi thân hoặc kết bè kết phái với những nhóm người có thói quen dè bỉu, chỉ trích, nói sau lưng và các thói xấu khác. Luôn học thêm những điều mới, cho bản thân cơ hội được tiếp cận và thực hành những kỹ năng khiến bạn hào hứng, ngưỡng mộ. Khổng Tử nói, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư. Ý nói rằng, trong ba người cùng đi thì chắc chắn có một người là thầy ta. Bạn không nên mất thời gian vào cuộc sống của người khác trước khi sử dụng thời gian cho cuộc sống của mình. Đồng thời, bạn nên nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ trong mức cho phép từ những thành quả chân chính. Hãy biến quá trình hoàn thành mục tiêu và nghĩa vụ thành một quá trình sôi nổi, đầy hứng thú, thay vì nặng tính chất bắt buộc và nhàm chán. Sự trì trệ, lười biếng, thiển cận, đố kỵ hay những mặt trái khác trong bạn làm nên kẻ thù của bạn. Vượt qua chính mình là chiến thắng vinh quang mà bạn đã từng trải và muốn tiếp tục duy trì. Việc phân biệt giàu nghèo là hiện tượng tự nhiên trong xã hội. Tuy nhiên, các thước đo về vật chất tương đối vô nghĩa nếu bạn đang có cuộc sống ở mức tương đối tốt. Con người không nên là một hòn đảo nhỏ cô lập và vô cảm với người khác. Phải mang mặt nạ và thể hiện hình ảnh không phải chính mình sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy áp lực và vô vọng. Nếu mục đích của bạn là sống vui vẻ, không phải băn khoăn vì sự giả dối, đóng kịch, hãy chọn cách sống là chính mình. Hãy luôn tự hào về bản thân từ những điều nhỏ nhất làm được. Bởi vì bạn càng tự hào về bản thân, bạn càng tự tin hơn. Niềm tự hào này là của những người tự chủ và không phải ai cũng có được. Vì thế, bạn càng nên trân trọng bản thân. Không cần phải cảm thấy mặc cảm, tự ti, bất lực vì thất bại. Điều quan trọng là bạn đứng lên nhiều hơn số lần vấp ngã, ít nhất là một lần. Rất khó có thể giúp đỡ được người khác nếu như bản thân bạn không thể chu toàn cuộc sống của riêng mình.
làm chủ cuộc sống có thể bắt đầu từ những việc đơn giản và gần gũi nhất. Bạn có thể tập trung vào ba phạm trù chính là làm chủ cảm xúc và hoạt động thường ngày, làm chủ tài chính và làm chủ quyết định. Có rất nhiều cách để tập cho mình thói quen làm chủ cảm xúc và các hoạt động thường ngày hữu hiệu. Song, điều quan trọng nhất là sự kiên trì, bền bỉ cho tới khi bạn có thói quen tốt. Bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo bằng cách nghỉ ngơi và ngủ đủ. Đầu óc tỉnh táo sẽ giúp bạn dễ tập trung hơn. Hãy chăm sóc cơ thể thật cẩn thận và lắng nghe nhu cầu của cơ thể. Hãy là một phần trụ cột của gia đình, vì không có gì bằng gia đình và không nơi nào bằng nhà của mình. Những gì vĩ đại thường bắt đầu bằng điều đơn giản. Đơn giản hóa lối sống của bạn bắt đầu từ việc suy nghĩ. Hãy suy nghĩ rõ ràng thay vì luẩn quẩn trong mớ hỗn độn của bộ bề suy nghĩ. Hãy cố gắng thay thế những suy nghĩ tiêu cực bởi những suy nghĩ tích cực, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp. Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình. Hãy dừng việc đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc của bạn. Khi biết chấp nhận bản thân mình, bạn sẽ ít cảm thấy bức bối, giảm dần việc đòi hỏi vô lý hoặc kỳ vọng vào người khác. Trung thực với bản thân để bạn nắm bắt cuộc sống mình trọn vẹn hơn và tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Đám đông hay nhầm lẫn giữa một mình và sự cô đơn. Nếu bạn tận hưởng được thời gian khi chỉ có một mình, bạn đã tìm ra và yêu quý cái tôi cốt lõi nhất. Lên kế hoạch một ngày của riêng bạn và mọi việc đều xoay quanh bạn. Đừng vì người khác hoặc công việc mà gián đoạn kế hoạch này. Đừng níu kéo quá khứ hoặc dằn vặt vì những chuyện không hay đã xảy ra. Chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp và những gì đáng giá bạn học được từ đó. Những mối quan hệ tình cảm tích cực sẽ hỗ trợ bạn trên con đường tìm đến hạnh phúc, thành công và giàu có. Nếu bạn cảm thấy không chấp nhận được một ai đó, đơn giản hãy chấm dứt mối quan hệ đang làm bạn phiền lòng. Là chính mình và sống tự nhiên tự tại sẽ đưa đến những giây phút bình yên trong tâm hồn. Giải phóng bạn khỏi gánh nặng phải gây ấn tượng với người khác, bạn sẽ trở nên tự do và yêu đời hơn. Sự giúp đỡ của người khác tuy quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. Bạn mới là yếu tố quyết định và cốt yếu nhất trong công cuộc giải phóng chính mình và vững tiến tới thành công. Cần dành thời gian cho những người có quan điểm khác nhau. Bạn và những người khác có thể giống hoặc khác nhau, và sự khác biệt tạo nên màu sắc của thế giới. Hạn chế phán xét người khác nhiều nhất có thể. Đặc biệt, hạn chế phán xét khi người khác muốn được là chính họ. Những động lực xuất phát từ yếu tố bên ngoài, chẳng hạn nhằm mục đích gây ấn tượng với người khác, thường là những động lực không vững bền theo thời gian. Một cách tự tin, hãy làm hình mẫu cho bản thân và tự hào về tính cách, kỹ năng tuyệt vời mà bạn có. Hãy dám bảo vệ mình và chấm dứt sự áp bức, lợi dụng của người khác. Dù kết quả là gì, bạn cũng biết bạn không hèn nhát với bản thân. Hiểu về tâm lý con người là một trong những bước tiến nhanh nhất tới thành công trong sự nghiệp và nâng cao thu nhập. Dù bạn đang buồn phiền vì công việc hay đau khổ về chuyện tình cảm, bạn vẫn cần phải cho mình thời gian nhất định để chấm dứt những cảm giác tồi tệ này. Xét cho cùng, bạn không thay đổi được quá khứ. Vì thế, đừng bận tâm quá nhiều. Hãy sống cho ngày hôm nay nhưng lên kế hoạch cho tương lai. Cho dù bạn đã đau khổ vì yêu thương nhiều hơn một lần, bạn không nên sợ yêu thương. Đừng đổ lỗi cho mình hoặc than trách. Cứ yêu thương và cho mình cơ hội mới với trái tim rộng mở. Không cho phép người khác làm bạn cảm thấy buồn hoặc chán nản. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện mục tiêu này. Điều quan trọng là bạn có muốn hay không mà thôi. Độc lập tài chính là một phần của độc lập cá nhân. Bởi tiền là của bạn, do bạn kiếm ra, vì bạn và sinh sôi nảy nở dưới bàn tay bạn. Tự chủ tài chính cho bạn toàn quyền được chi tiêu theo những đánh giá, nhận định của bạn mà không cần xin phép bất kỳ ai. Về cốt lõi, kỷ luật về cách sử dụng đồng tiền là một trong những điều kiện cần để có được tự chủ tài chính. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền thông qua cách sử dụng tiền của mình. Không vay mượn để tiêu dùng. Nếu không có tiền để mua sắm, thì
thì cách tốt nhất là bạn hãy nhịn mua sắm. Khi không tiêu dùng, tiền vẫn sẽ còn đó. Sức mạnh của lãi suất kép cho phép bạn thấy tiền sinh sôi nảy nở theo một tỷ lệ nhất định nhưng đầy quyền lực. Càng bắt đầu sớm, bạn càng tự do tài chính sớm. Nếu bạn khá mơ hồ về người bạn dự định cho vay, bạn nên suy nghĩ lại. Đừng ngần ngại nói không, bởi vì tiền bạc có thể bẻ gãy mối quan hệ. Bạn có thể mất tiền và mất luôn quan hệ này. Bạn sẽ thành công và giàu có nếu bạn đặt mục tiêu cho mình là thành công và giàu có ngay hôm nay. Bạn có đủ quyền năng để nói không khi thấy lời đề nghị không đủ sức thuyết phục và không hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng, yêu cầu hay sở thích của bạn. Bạn có thể học cách ra quyết định khôn ngoan bằng việc xem xét và phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng tới quyết định của bạn. Thời gian không phải là tài sản quý giá mà còn hơn thế nữa. Khi bạn có tiền, bạn không thể mua thêm thời gian hoặc lấy lại những thời gian đã mất. Sau mỗi khoảng thời gian 1 tiếng 30 phút lao động liên tục, hãy vận động và thư giãn chừng 5 đến 10 phút để tái tạo năng lực và mang sự tập trung trở lại. Những công việc tạo cảm hứng dạt dào trong bạn là những công việc sẽ giúp bạn đạt được trạng thái dòng chảy, trạng thái làm việc nhưng không phải là làm việc một cách chán nản, vất vả, mà làm việc một cách hăng say, quên giờ giấc. Với một không gian nhất định như não bộ, nếu bạn càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực thì sẽ càng có ít chỗ hơn cho những điều tốt đẹp, tích cực. Vượt lên trên suy nghĩ tích cực, suy nghĩ mạnh mẽ cho bạn bản lĩnh để đương đầu với khó khăn, giải pháp xử lý tình huống và tinh thần lạc quan để tiến lên. Hãy tin vào sự kỳ diệu của thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Hãy sống tích cực và mạnh mẽ. Ngoài ra, hãy biết tha thứ và hết mình tiến về phía trước. Thông thường, bạn sẽ học được nhiều hơn từ những sai lầm, vì chúng sẽ để lại cho bạn những bài học sâu sắc và nhớ đời. Ngoài ra, hiểu rõ về mình, sở trường, giá trị mà bạn trân trọng sẽ giúp bạn giữ vững kim chỉ nam khi sống và làm việc, thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Những người thành công không hy vọng vào những kết quả tốt đẹp. Họ hành động để đạt được những kết quả tốt đẹp. Niềm tin là động lực lớn mạnh, nhưng riêng niềm tin thì không thể biến sỏi đá thành cơm gạo. Lòng tốt cũng không nên bị phung phí. Nếu sự rộng lượng của bạn chỉ nhận được sự coi thường, thì bạn nên dừng lại. Không nên phung phí thời gian và năng lượng cho những người không xứng đáng. Hãy tỉnh táo, thận trọng và có chế độ kiểm soát chặt chẽ bản thân ngay khi bắt đầu hình thành những thói quen xấu. Việc loại bỏ thói quen xấu đôi khi còn khó khăn hơn việc hình thành các thói quen tốt. Những gì bạn hài lòng và cảm thấy ý nghĩa, đó chính là thành công của bạn. Sự tồn tại của cuộc sống là để bạn tận hưởng nó và tìm thấy ý nghĩa của những việc mình đang làm. Những ai yêu quý tự do cá nhân thường mang theo suy nghĩ phải làm chủ cuộc sống của mình. Trên hết, khi làm chủ cuộc sống, bạn dễ cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra, hạnh phúc cá nhân là điều nội tại duy nhất bạn có thể tự cảm nhận được. Từ hạnh phúc, bạn có thể vươn lên mức độ cao hơn là sự hân hoan, yên tĩnh thiền định và khai sáng. Kim Ngân chúc bạn vững bước thành công. Hãy comment điều bạn tâm đắc nhất trong video này nhé!